Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 7 tháng 5, hòa cùng sinh khí chung của tỉnh tại tổ bầu cử ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, bà con cử tri đã đến sớm để bỏ phiếu bầu trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ năm 2022-2027. Đến dự và bỏ phiếu tại đây có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Mặc dù trời mưa nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên để thực hiện quyền công dân của mình. Điểm ấp Chợ Cũ có 892 cử tri đại diện hộ tham gia. Sau khi thông qua nội quy phòng bỏ phiếu, việc kiểm tra giám sát hòm phiếu được tiến hành trước sự chứng kiến của cử tri và lần lượt bỏ phiếu bầu cho người có tâm huyết, có ý thức trách nhiệm, đại diện ý chí nguyện vọng của nhân dân để điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của chính quyền cơ sở. Chúng tôi đến đây để bầu cử trưởng ban nhân dân ấp. Thì nguyện vọng của chúng tôi là muốn có những người đại diện cho dân chúng tốt đẹp, biết lo cho dân, có đủ tài đức, đủ trình độ để đảm đương cái công việc này. Trong đợt bầu cử trưởng ban ấp khóm nhiệm kỳ năm 2022-2027, thị trấn Mỹ Xuyên có 5 tổ bầu cử với 4.447 cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử dưới hình thức bỏ phiếu kín. Theo ghi nhận, mọi việc diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Đối với công tác dân sự, thì sau khi họp chi ủy rồi thống nhất cái dân sự đưa ra cái họp ban công tác mặt trận và tiến tới là hiệp thương gia dân, thì phải nói là nhân sự lần này là có trình độ và được sự tín nhiệm cao của người dân, và người đặc biệt là lần này thì bầu cử trưởng ban dân ấp lần này là nó có cái khác là trưởng ban riêng và bí thư riêng độc lập, cho nên là cái vấn đề sắp xếp nhân sự cũng rất là thuận lợi trong cái việc tổ chức điều hành sau này. Sau khi thực hiện quyền công dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào đã đến điểm ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm để kiểm tra công tác bầu cử. Tại đây, bà Hồ Thị Cẩm Đào đã thăm hỏi động viên các cán bộ phục vụ công tác bầu cử, đồng thời nhắc nhở mọi người và bà con cử tri thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Yêu cầu các đơn vị đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất để cử tri đi bỏ phiếu. Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi kiểm tra công tác bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm tại tổ bầu cử ấp Sa Mau 1 và ấp 2 thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị. Tại các nơi đến, bà Hồ Thị Cẩm Đào nghe địa phương báo cáo tình hình cử tri, tiến độ bầu cử. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên tổ bầu cử, cũng như ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của bà con cử tri. Trong đợt bầu cử lần này, toàn tỉnh có 775 tổ bầu cử với 303.997 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia để chọn ra 775 trưởng ban ấp khóm nhiệm kỳ năm 2022-2027. Công tác bầu cử cơ bản đã hoàn tất trong buổi sáng. Mọi việc diễn ra đúng quy trình, đúng luật, công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, đúng 7 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2022, đồng loạt 74 trên 74 ấp trên địa bàn huyện Thạnh Trị đã khai mạc bầu cử trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ năm 2022-2027. Tại tổ bầu cử ấp 3 thị trấn Phú Lộc, ông Lâm Hoàng Diệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đến dự lễ và bỏ lá phiếu đầu tiên. Trong đợt bầu cử lần này, huyện Thạnh Trị có 74 đồng chí được giới thiệu ra ứng cử trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ năm 2022-2027. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn huyện gần 23.900 cử tri. Tại các tổ bầu cử, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Ngoài ra, nhờ sự chỉ đạo sâu sát của các cấp chính quyền, nhất là công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, nên cử tri đã ý thức quyền và nghĩa vụ của mình trong việc đi bầu. Nhờ đó, tiến độ bầu cử trên địa bàn huyện đúng kế hoạch. Đến 9 giờ 10 phút, tất cả 74 tổ bầu cử ở 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Cũng trong sáng nay, đồng loạt các khóm trên địa bàn thành phố Sóc Trăng đã khai mạc cuộc bầu cử chức danh trưởng ban nhân dân khóm nhiệm kỳ 2022-2027. Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để bầu người tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm đại diện cho ý chí nguyện vọng cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
Trong cuộc bầu cử lần này, toàn thành phố Sóc Trăng có 60 tổ bầu cử với 60 ứng cử viên, ứng cử chức danh trưởng ban nhân dân khóm, có 31.900 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu. Cuộc bầu cử trưởng ban nhân dân khóm diễn ra trong sinh khí phấn khởi, dân chủ, khách quan. Cử tri thực hiện tốt quyền công dân của mình, tuân thủ nghiêm các quy định bầu cử. Công tác giữ gìn an ninh trật tự được đảm bảo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Riêng đối với những cử tri lớn tuổi, neo đơn, khuyết tật, không đến được các điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử sẽ chuyển thùng phiếu phụ đến tận nhà để mọi người thực hiện quyền công dân của mình. Còn tại thị xã Vĩnh Châu, sáng nay ngày 7 tháng 5, 97 trên 97 ấp khóm trên địa bàn thị xã cũng đã đồng loạt tổ chức ngày bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ năm 2022-2027. Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu bầu người tâm huyết, có ý thức trách nhiệm, đại diện ý chí nguyện vọng của nhân dân để điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của chính quyền cơ sở. Công tác phòng chống dịch bệnh được địa phương đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cũng tại địa bàn thị xã Vĩnh Châu, sau khi thực hiện quyền công dân, ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã đi kiểm tra việc cử tri đến bỏ phiếu tại các tổ bầu cử trên địa bàn và thăm hỏi động viên những người thực hiện nhiệm vụ cũng như bà con cử tri. Trong đợt bầu cử lần này, toàn thị xã có trên 37.600 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu để bầu 97 người vào chức danh trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ năm 2022-2027. Tính đến trưa cùng ngày, cử tri trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đã cơ bản hoàn tất việc bỏ phiếu bầu.